Nên thưa bà con, trong này là bán một số cái hàng lưu niệm mà khi mà chúng ta về Hạ Long. Có nhiều mặt nạ rất là đẹp, có cả biểu tượng những cái xe, những con thuyền rất là đẹp luôn. Đây, về Hạ Long thì có cả biểu tượng những cái con tàu như thế này. Quần áo, gấu bông cho các trẻ em. Hoặc là tách cà phê, tách uống chè, ví, cá heo. Một số chai rượu để mậu. Khi về với Hạ Long Park thì hoặc Hạ Long Bay thì chúng ta cũng ghé vào một số cửa hàng như thế này, chúng ta có thể mua các cái đồ lưu niệm để chúng ta làm đồ lưu niệm gửi đến những bà con cô bác phương xa. Hôm nay mình toàn cũng vào đây để mà mua một số cái đồ lưu niệm gửi tặng một số bà con mà khán giả rất là thân thuộc của kênh của Minh Toàn. Nhân dịp Minh Toàn đến đây, có những cây quạt về Hạ Long. Đây là con cá bằng thủy tinh rất là đẹp luôn. Ồ, có cả những cái này. Đấy. Ví dụ con này đăng ký đẹp đó. Hình cờ của Việt Nam luôn, rất là nhiều đồ lưu niệm các bà con, có cả vòng tay, thuyền, các cái con du thuyền này, ví dụ du thuyền này nó là giá 195.000, còn con to hơn, như con này, thì là 240.000. Còn con to bự này là bao nhiêu đây? Con to bự này là 1.350.000. Những cái này cũng là làm một trong những cái món quà mà khi mà chúng ta về với Hạ Long Bay và Hạ Long Park. Bên cạnh đấy thì cũng không thiếu những cái nón như thế này. Nón lá thì là ở đây mình toàn không thấy chữ Hạ Long. Kính bơi, Ồ, con thuyền này to này. 1.600.000. Khá to phải không đẹp. Đây là cái gương tăng điện. Rất là đẹp luôn. Các chân gió nữa chú bà con. Gió đẹp lắm. Đây là phía trong của cái nhà ga.
Đây, Minh Toàn xin mời các bác con, các bác cùng Minh Toàn chúng ta đi vào phía trong nhà ga này một chút. Đây là các du khách mà khi mà chúng ta đi cáp treo Nữ Hoàng, các khách mà chờ lên lên cáp treo. Trên này thì được trang hoàng rất là đẹp quý bà con. Đây, quý bà con các bác nhìn thấy bên trong này rất là hoành tráng luôn. Minh Toàn có một cái cảm giác trang trí ở đây như kiểu là một cái cung điện. Đấy, giống như một cung điện nên mà người ta gọi là Nữ Hoàng. Đây, đây là khu cáp treo Nữ Hoàng. Chúng ta đi thẳng xuyên về đây. Đây là cặp đi vào khu cáp treo Nữ Hoàng. Còn khu này là khu mà chúng ta mua vé rồi. Chúng ta mua vé ở đây. Từ cái Hạ Long Park thì cũng rất là nhiều du khách, trong đó thì có rất là nhiều du khách nữ rất là xinh, người du khách nữ rất là xinh đẹp. Đây, đây là phía ngoài của nhà của ga Đại Dương. Đại Dương đây các bà con. Đấy là phía ngoài của ga Đại Dương, và như các bà con các bác đang nhìn thấy thì ở đây là một số cái du khách của quốc tế về với ga Hạ Long. Đây là một trong những cái cây mà rất là đẹp. Đấy, một trong những cây rất là đẹp, ôm bình xứ rất là đẹp luôn. Có nhiều du khách về với ga Hạ Long như này, rất nhiều em xinh đẹp. Buổi tối thì trong này bật đèn rất là đẹp quý bà con ạ. Vừa Minh Toàn vừa gặp một em không biết là du khách, chắc là của Trung Quốc, xinh gái và đẹp lắm. Đi quay vlog cho gửi đến quý bà con cô bác cũng có nhiều cái hay lắm quý bà con. Nhiều người thì rất là chào mừng, nhưng nhiều người thì là người ta lại không thích mình quay. Đấy, và Minh Toàn xin đi ra phía sau này một chút để gửi đến quý bà con cô bác một số cái hình ảnh của cái ga Đại Dương này, của cáp treo Nữ Hoàng. Đấy, và nhà ga xuất phát từ đấy quý bà con ạ. Các cái cáp treo thì xuất phát đi từ đây và điểm kết thúc cũng từ đây. Đấy, kết thúc cũng từ đây và đi cũng từ đây luôn. Đây cũng có một số cái cáp treo đang chuẩn bị khởi hành. Và khi mà chúng ta đi từ cáp treo này, nó sẽ sang đi sang khu đồi Huyền Bí ở bên bên Hòn Gai, và chúng ta đi sang mạn Hòn Gai. Và từ Hòn Gai bên đấy là chúng ta đi từ bên đấy cũng về đây. Và cái ga này là cái ga đậu cũng như là ga mà giúp chúng ta lên các cái cáp treo, và đây là cái đường dây cáp treo các bà con.
khu này là khu Sunwood. Minh Toàn đang đứng và chờ cái cáp treo nó đi để cho bà con cô bác thực nhìn thấy thực tế hơn, nhưng mà hiện tại thì cái cáp treo này cũng chưa đi, thành ra là Minh Toàn xin phép đi vào phía trước nhé. Đây là phía sau của các cửa hàng lưu niệm quý bà con ạ. Và buổi tối đây thì như quý bà con cô bác biết, Minh Toàn cố gửi lại thêm một chút để mà gửi đến các bà con cô bác hình ảnh của Hạ Long Park như là về đêm thì nó như thế nào, để giúp cho quý bà con có thể cảm nhận một cách rõ rệt hơn về Hạ Long Park. Đây, thu hút rất nhiều du khách về với Hạ Long luôn. Và đây thì mình toàn thấy một cây cây xanh nhìn rất là đẹp. Đây các bà con đang ôm vào cái thế vào một cái bình sứ luôn. Và trong bình sứ này người ta sẽ đổ bê tông ở trong đấy cho nặng, hoặc đổ đất ở trong đấy, đổ cát trong đấy. Và cây xanh này là một thế cây rất là đẹp luôn. Về Hạ Long Park có nhiều điều thú vị lắm các bà con. Đây, thì quý bà con cô bác nhìn thấy phía trên được trang hoàng với một giống như một cái cung điện, người ta gọi là cáp treo nữ hoàng. Đây, du khách bây giờ cũng vạn bớt rồi các bà con ạ. Ở đây thì du khách về với Hạ Long, nhưng mà giờ cũng là cuối ngày rồi, nhưng mà du khách ra về, hoặc là có một số du khách thì về nhà hàng khách sạn nghỉ ngơi, có một số du khách thì là đi đến các cái nhà hàng ăn uống. Và Minh Toàn cũng xin phép được dừng cái video này ở đây. Rất mong các bà con cô bác hãy đón xem về các cảnh của Hạ Long nói riêng cũng như là Việt Nam nói chung, về cái cuộc sống cũng như là cái cuộc sống của người Việt Nam chúng ta ở Hạ Long. Thì kính mời các bà con cô bác hãy nhấn nút đăng ký kênh, ở đây là đăng ký miễn phí các bà con nhé, để là người đầu tiên được xem những video mới thú vị về Hạ Long nói riêng và về Việt Nam nói chung ạ. Xin chào quý bà con cô bác, hẹn gặp lại quý bà con trong những cái video tiếp theo.